3 Katharian, 1 Roman là quân bên phía của team Hà Nội cộng BB. Lâu lâu mới gặp. Còn đây là Persian tới từ game thủ nâu 1. Trận chiến đầu tiên của trận đấu thứ 2. He he, cầm AC. Map như kiểu đánh rồi ấy. Chip boy cầm Mia. Còn đây là chim sẻ cầm Hitty. Ta cũng đến với màn hình máy Persian tới từ game thủ nâu 1. Map này như ngày xưa chim sẻ cầm AC đấy. Không ra được khỏi nhà đấy. Nhưng bây giờ là he cầm. Khác lắm. Chiếc sẻ hay ai ấy, đóng cái nhà VR, cái dãy nhà VR không à, nó cứ đến nó ốp à. Chém nó đi cơ. Không ra của nhà. Vâng, quân được đánh giá là đẹp hơn rất nhiều so với bên phía của BB và team Hà Nội. Vâng, 3 Katha, 1 Roman đối đầu với AC, Hitty được ở trong cánh, IA và Persian được chui ra ngoài. Thế là mắc binh. Isa,
Yes. Quay trở lại với những diễn biến trong trận đấu đầu tiên của CEO thứ hai. Đây là màn hình máy của game thủ No 1. Cùng chim sẻ quá đẩy ra cùng rồi. No 1 đang phải đối đầu với đầu 6 Katarian của game thủ Vika. Còn đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng tham lai là 43-64. Đập nhà chim mới rồi. Rồi bắt đầu bắn vào những dân của game thủ No 7. Game thủ Philip. Đó, đây là màn hình máy của Ehe. Tham lai là 30-52, một bài sơn Nga tới từ Ehe. Vâng, BB và Hoàng Minh Nhi đã xung phong đi sai trước. Rất khó, Van Lớp Roman không lên được đời trong trận thi đấu này. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ hai.